Đây, bây giờ em sẽ lắp pin vào ha. Rồi, chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị và các bạn xem và giới thiệu cho anh chị và các bạn xem thêm một mẫu nữa, đó là mẫu con rùa chạy pin ha. Thì sản phẩm này nó cũng giống như là con chó chạy pin nha anh chị các bạn. Giống như mẫu con chó chạy pin ha. Nhưng mà kích thước của sản phẩm này to hơn ha. Anh chị nhìn ha. Sản phẩm này kích thước khá to. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo bọc ra và mình sẽ lắp pin vào ha, để cho anh chị và các bạn có thể dễ cập nhật ha. Thấy mẫu mã nào đẹp thì có lấy về bán. Sản phẩm này nó cũng có sợi dây cuộn luôn nha anh chị các bạn. Sợi dây này dây thun giãn nha. Dây thun giãn kéo qua kéo vô được nha anh chị các bạn. Rất là giãn. Kích thước của sợi dây này nó dài khoảng cỡ 1 mét ha. Rồi bây giờ dây này thì cho nên nó có cái lỗ nè. Thì chúng ta buộc vào cái lỗ này ha. Chúng ta buộc vào cái lỗ này để chi, để cho con em chúng ta dắt đi chợ, đi chơi hoặc đi công viên á, hoặc là đi lễ á, thì con rùa này nó đi tới nó sẽ không làm mất. Con em chúng ta có sợi dây cầm lại nó không bị mất ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vào cho anh chị các bạn xem ha. Thì anh chị và các bạn nhìn, thể nhìn sơ nét ha. Mình nhìn có thể nhìn sơ nét thôi luôn để mình có thể cập nhật luôn mà mình khỏi cần phải đến cửa hàng đồ chơi cho em ha. Nhiều khi thời gian mình đi ra cửa hàng đồ chơi cho em cũng mất khá nhiều thời gian ha. Nếu như anh chị và các bạn nào ở gần đô thị thì có thể đến được, nhưng xa khu vực á, xa thành phố mà đi đến thì có thể đi cả ngày trời, hoặc có thể là tỉnh thành xa thì có thể xa hơn nữa. Để cho anh chị các bạn dễ thuận tiện luôn. Rồi bây giờ chúng ta lắp pin vào ha. Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin luôn nha anh chị các bạn. 3 viên pin. Đây, bây giờ em sẽ lắp pin vào ha. Rồi chúng ta lại nắp lại. Sản phẩm này thì công tắc nó nằm ở dưới ngay cái đuôi của con rùa ha, ngay cái đuôi của con rùa nha anh chị các bạn. Đây, khi chúng ta bật công tắc lên thì sản phẩm nó sẽ chạy ha. Cái chân nó, khi chúng ta bật công tắc lên sản phẩm nó chạy ha, nó chạy. Và kèm theo đó là trên lưng cái mai rùa nó sẽ có rất là nhiều đèn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, 7 thì sẽ có 7 cái đèn chiếu anh chị các bạn. Đây, chị nhìn ha. Đèn lên mai rùa nhìn thấy rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Như thế ha. Thì kèm theo đó thì nó sẽ có cái loa nhạc. Cái loa nằm ở đây và có nhạc ha. Nhạc thì anh chị và các bạn cũng mới vừa nghe rồi đó. Cái tiếng nhạc cũng khá là dễ thương. Cũng rất là phù hợp cho những bé mà còn nhỏ nhỏ ha. Thấy rất là đáng yêu ha. Trên đây là có cái nón đậy. Rồi, bây giờ chúng ta bật công tắc lên cho cái sản phẩm này hoạt động thử coi như thế nào ha. Đây. Để đi tới ha. Khá là đẹp đó. Ở đây đang để cái thùng á. Cái thùng thì nó chạy nó sẽ kêu nghe tiếng đó. Sản phẩm của con này kích thước như thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào website em nha. Cái link website em để dưới phần mô tả. Hoặc là anh chị có thể cắt chụp ảnh lại. Những video này em đang review nè, anh chị có thể cắt chụp ảnh lại. Rồi gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận ở địa phương á. Hỏi xem có mẫu mã chưa, nếu mẫu mã đẹp thì lấy về bán ha. Rồi còn anh chị nào, các bạn nào mà chưa, không có thể đến được cửa hàng đồ chơi cho em á, thì em có để đường link mô tả dưới phần mô tả. Thì anh chị và các bạn có thể bấm cái đường link đó, vô đó xem kích thước của sản phẩm này, cũng như xem chi tiết về cái sản phẩm này luôn ha. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều ha.